với kênh YouTube của Top Share. Những bộ phim hay có sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh luôn khiến fan điên đảo. Không chỉ đẹp trai, đào hoa, anh còn ghi điểm với khán giả bằng khả năng diễn xuất với nhiều hóa thân đa dạng, nhiều nhân vật, tính cách khác nhau. Có vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất, anh có nhiều cơ hội được hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng trên thế giới, cùng với nhiều bom tấn nổi tiếng và giành được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp của mình. Huỳnh Hiểu Minh còn được biết đến với vai trò là ca sĩ. Hãy cùng xem lại những bộ phim hay nhất của Huỳnh Hiểu Minh trong video này nhé! Kế hoạch đào tạo 2 Địa ngục. Bộ phim mang đề tài vượt ngục này đã được đón nhận nồng nhiệt tại Trung Quốc bởi có sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh. Nội dung phim xoay quanh Craig Bradlin, một chuyên gia tẩu thoát. Sau khi thoát khỏi nhà ngục The Tomb ở phần 1, nay đã trở thành người dẫn dắt một nhóm đặc nhiệm chuyên giải cứu con tin khỏi bọn khủng bố. Trong một lần tìm kiếm tung tích người anh trai tại Thượng Hải, thành viên Su do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai bị những kẻ lạ mặt bắt cóc và đưa tới một nhà ngục nằm dưới lòng đất có tên là Hết. Tại chốn địa ngục ấy, các tù nhân bị xem là động vật, phải đánh lộn để đổi lấy lương thực và tiện nghi trong buồng giam. Huỳnh Hiểu Minh sở hữu không ít phân cảnh hành động đẹp mắt khi nhân vật Su của anh được xây dựng là một chiến binh tinh thông võ thuật. Thank you.
Bên nhau trọn đời. Bên nhau trọn đời bản điện ảnh do Huỳnh Hiểu Minh và Dương Mịch thủ vai chính. Bên nhau trọn đời là dự án được chuyển thể từ ngôn tình ăn khách cùng tên của tác giả Cố Mạng. Nội dung xoay quanh chuyện tình của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mật Sơn gặp lại nhau ở thời điểm sau 7 năm xa cách. Chỉ sau 3 ngày công chiếu, Bên nhau trọn đời của Huỳnh Hiểu Minh và Dương Mịch đã thu về 200 triệu nhân dân tệ, tương đương 691 tỷ đồng. Huỳnh Hiểu Minh, người vào vai Hà Dĩ Thâm, đã giành giải nam diễn viên xuất sắc qua bộ phim này. Đại đường Huyền Trang. Bối cảnh phim Đại đường Huyền Trang kéo dài từ Tân Cương đến Tam Túc và cả Ấn Độ. Đây là bộ phim về chuyến hành hương để xin kinh Phật của nhà sư Huyền Trang, một nhà tu hành, một người đi nhiều hiểu rộng, cũng là một nhà dịch thuật sống dưới thời nhà Đường. Để khắc họa vai diễn này, Huỳnh Hiểu Minh đã phải tập ăn chay và học kinh thư bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Ấn để hiểu hơn về nhân vật của mình.
Mỹ ở Trung Quốc kể về câu chuyện của ba người bạn tốt ở trường đại học thập niên 80 là Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểm Tuấn và Vương Dương. Ba người họ có tính cách khác hẳn nhau, cùng ba trường phái bảo thủ, tiến bộ và trung dung, cùng đánh nhau, cùng cô gái, cùng mơ ước tới Mỹ. Sau đó chỉ có Mạnh Hiểm Tuấn lấy được visa, nhưng giấc mơ nước Mỹ của anh lại trở nên mơ hồ và hoang mang khi không nhìn thấy chút tiền đồ và hy vọng. Trong khi đó, người không thể tới được Mỹ là Thành Đông Thanh, sau khi trải qua sự thất bại ê chề, đã cùng Vương Dương xuống vùng sông nước và mở một trường đào tạo, sự nghiệp giáo dục chuyên đào tạo cho những học sinh muốn tới Mỹ. Cuối cùng, sự nghiệp này của họ đã trói buộc ba con người lại với nhau. Sến sẵn mỗi khi hai nhân vật chính ôm nhau là khán giả lại rộ lên cười. Người hâm mộ đặc biệt ấn tượng với cảnh nụ hôn trên không của đôi Nghê Thường và Trác Nhất Hàng. Đây là cảnh quay đẹp mắt, lãng mạn và đầy chất anh hùng của tình yêu trong giới giang hồ.
tầng lớp khác nhau trong xã hội rung rủi cùng trên một chuyến tàu và gặp nạn gần quần đảo Đàm Châu, Đài Loan vào tháng 1 năm 1949. Hơn 1.000 người đã mất tích và thiệt mạng trong thảm họa lịch sử này. Câu chuyện và bối cảnh thật đó là lý do khiến Thái Bình Luân được ví như Titanic của châu Á. Phim hay nổi tiếng nhất của Huỳnh Hiểu Minh phải kể đến là bộ phim Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Đây cũng là dự án đầu tiên diễn chung của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Bộ phim nói về chuyện tình tay ba giữa cặp đôi này và anh chàng Chae-hee xứ Hàn, tạo nên một mối quan hệ rối ren cho ba người. Trong phim, Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh đóng vai cặp tình nhân cảnh sát và có khá nhiều cảnh nóng bỏng thân mật. Cô nàng trót phải lòng một tên tội phạm khét tiếng khi đã có bạn trai là Tiểu Vũ. Thủ lĩnh cuối cùng là bộ phim của Huỳnh Hiểu Minh lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1930-1940 vô cùng rối ren, đặc biệt là thành phố Thượng Hải. Mọi hoạt động đều nằm trong tay các băng đảng xã hội. Việc các băng nhóm thanh trừ chém giết nhau diễn ra công khai. Khi đó chàng trai nghèo từ quê lên tỉnh cố gắng để đổi đời nhưng anh bị người ta chà đạp. Chàng trai đã kháng cự mạnh mẽ bất chấp mọi trở ngại để trở thành ông trùm thế lực nhất Thượng Hải lúc bấy giờ. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.